Lâm Canh Tân khoe ảnh cận mặt con gái, nhan sắc mẹ bé còn đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2022, Lâm Canh Tân tái hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang Giữ Phượng Hành. Sau thành công của Sở Kiều Truyện trước đó, cặp đôi được khán giả cực kỳ mong đợi sẽ viết nốt câu chuyện dang dở. Giữ Phượng Hành cũng nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim được mong đợi lên sóng nhất thời điểm hiện tại. Sau Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân vào đoàn làm phim câu chuyện Hoa Hồng hợp tác cùng Lưu Diệc Phi. Mới đây, một hình ảnh của Lâm Canh Tân và con gái trong câu chuyện Hoa Hồng đã được đăng tải lên mạng. Trong phim, nam diễn viên vào vai Phương Hiệp Văn, anh có một cô con gái cùng Hoàng Diệt Mai, tên là Phương Thái Sơ. Trong bức ảnh chụp cùng Lâm Canh Tân, cô bé gây sốt với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ. Trước đó, một số hình ảnh của bé Phương Thái Sơ cạnh mẹ Hoàng Diệt Mai cũng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Cô bé được nhận xét là xinh đẹp và trông khá giống với Lưu Diệc Phi. Nhiều khán giả cũng cảm thán rằng, đoàn làm phim câu chuyện Hoa Hồng đã chọn được một diễn viên rất hợp vai con gái của Lâm Canh Tân và Lưu Diệc Phi. Câu chuyện Hoa Hồng xoay quanh nữ chính Hoàng Diệt Mai do Lưu Diệc Phi đóng. Cô kết hôn cùng Phương Hiệp Văn và có cô con gái Phương Thái Sơ. Đáng tiếc cuộc hôn nhân này chẳng thể kéo dài. Cả hai đường ai nấy đi vì sự khác biệt trong định hướng phát triển. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoàng Diệt Mai ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và một mình chăm sóc con gái. Hiện tại, bé Phương Thái Sơ đã hoàn thành xong các cảnh quay của mình ở câu chuyện Hoa Hồng. Trong khi đó, bố mẹ Phương Hiệp Văn và Hoàng Diệt Mai vẫn còn một số phân cảnh trước khi phim đóng máy. Cùng kiểu tạo hình lạ, Bạch Lộc đẹp áp đảo Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng thua em gái Triệu Lệ Dĩnh. Sau thành công của Trường Nguyệt Tẩn Minh, Bạch Lộc trở thành nữ chính của hai dự án phim là Bắc Thượng và Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Trong dự án cổ trang hợp tác cùng Ngao Thụy Bằng, nàng gà cưng Vu Chính liên tục gây sốt với loạt tạo hình được hé lộ. Mới đây nhất, Bạch Lộc khiến dân tình ngỡ ngàng với một tạo hình cực lạ. Theo đó mới đây, một số hình ảnh hậu trường của Bạch Lộc vai Bạch Thước trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã được hé lộ. Trong ảnh, cô nàng diện một bộ trang phục được nhận xét là rối mắt, tả tơi. Điều đặc biệt chính là kiểu tóc độc lạ như hai chiếc đuôi gà của nàng Tiểu Hoa. Dù vậy, Bạch Lộc vẫn được nhận xét là xinh đẹp và đáng yêu ở tạo hình mới này. Bên cạnh đó, nhiều người đã đem tạo hình này của Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh để so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Siêu Việt. Trước đó ở Ngự Giao Ký, nàng mỹ nữ Tân Cương từng khiến dân tình hốt hoảng với một tạo hình tóc ngắn cực nam tính. Nhiều người cho rằng kiểu tạo hình tóc này đã dìm nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba thê thảm. Hay trong Bảy Kiếp May Mắn, nữ chính Dương Siêu Việt cũng có một kiểu tạo hình độc đáo được nhận xét là khá giống Bạch Lộc. Tuy nhiên ở kiểu tạo hình hoa lá loè loẹt này, cô em gái Triệu Lệ Dĩnh lại được khen xinh đẹp và không kém phần lém lĩnh, đáng yêu. Thậm chí, khi đem so với kiểu tạo hình mới của Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Dương Siêu Việt còn được khen ngợi là hoàn toàn áp đảo đàn chị. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi các tạo hình khác của Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Liệu cô nàng có thể tạo ra được một tác phẩm bùng nổ nữa hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Dương Tử xuất hiện già chắc bên em trai Phạm Băng Băng. Muốn Mãi Mãi Yêu là tựa phim hiện đại mới nhất của Dương Tử, đánh dấu màn tái xuất của cô sau Trường Tương Tư. Phim gây nhiều tranh cãi ngay sau khi công bố dự án, chủ yếu là do nội dung cũ, cùng chênh lệch tuổi tác và nhan sắc của cặp đôi chính. Được biết, Dương Tử lớn hơn nam chính Phạm Thừa Thừa đến 7 tuổi. Cả hai đảm nhiệm vai diễn từ khi nhân vật còn là học sinh đến lúc trưởng thành. Trong đó, hình tượng học sinh của Dương Tử nhiều lần bị chê dừ. Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh câu chuyện của một nhóm bạn gồm 6 thành viên, gồm Hoàng Doanh Tử, Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệt Phi, Quang Siêu. 6 người bạn gặp nhau từ nhỏ, cùng nhau trải qua những biến cố lớn trong đời, từ đó trở nên thân thiết với nhau. Đây là thước phim thanh xuân tươi đẹp về hành trình trưởng thành của các nam thanh nữ tú. Dương Tử có tuyến tình cảm với em trai Phạm Băng Băng ở dự án này. Dương Tử tiếp tục gây thất vọng vì quá dừ. Ngày 5 tháng 11, ekip bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu gây chú ý khi đăng tải trailer chính thức đầu tiên sau nhiều lần nhá hàng. Trong đó, phim được khen vì không khí dễ chịu, màu phim đẹp, mang đến cảm giác chữa lành. Tuy nhiên, ở các cảnh quay của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa, khán giả lại than trời vì ngoại hình chênh lệch của cặp đôi. Mỹ nhân sinh năm 1992 bị chê già như bà thím khi ngồi sau xe đạp của nam chính. Trong khi đó, Phạm Thừa Thừa lại trông quá non nớt. Phản ứng hóa học của cả hai cũng không thuyết phục khán giả. Tại phần bình luận, nhiều khán giả lên tiếng chê bai Dương Tử, đồng thời cho rằng cô khó lập được kỳ tích. Bên cạnh đó, số khác lại đặt kỳ vọng vào màn kết hợp này và mong công chúng hãy kiên nhẫn đợi khi phim lên sóng rồi nhận xét cũng không muộn. Được biết, phim sẽ lên sóng trên nền tảng chiếu Youku với 32 tập phim. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân kỷ niệm một năm yêu đương,
nhà trai khóc hết nước mắt vì xúc động. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng là cặp đôi gây sốt màn ảnh nhỏ khi hợp tác trong Sở Kiều Truyện, mối tình bi thương với cái kết dang dở của phim, đến nay vẫn khiến bao khán giả tiếc nuối. Sau 5 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tái hợp ở Giữ Phượng Hành khiến dân tình dậy sóng. Đây cũng là một trong những dự án cổ trang đang được mong đợi nhất thời điểm hiện tại. Mới đây, dự án phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã kỷ niệm 1 năm đóng máy. Đoạn video đóng máy thời điểm đó được đào lại khiến nhiều người càng thêm mong đợi. Trong đó, có ghi lại phân cảnh Lâm Canh Tân ngồi khóc vì xúc động khi phim hoàn thành cảnh quay cuối. Triệu Lệ Dĩnh và ekip Giữ Phượng Hành đã ở cạnh để an ủi nam diễn viên. Trong đoạn video kỷ niệm đóng máy Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có những màn tương tác cực đáng yêu. Phân cảnh nàng Tiểu Hoa ôm cổ Lâm Canh Tân cười rạng rỡ, khiến fan couple đứng ngồi không yên. Ở thời điểm hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi bộ phim Giữ Phượng Hành sớm được lên sóng. Giữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm. Kể từ sau Sở Kiều Truyện, cặp đôi vẫn luôn giữ mối quan hệ rất tốt với nhau. Được biết, chính Triệu Lệ Dĩnh là người đã giới thiệu Lâm Canh Tân trở thành nam chính của Giữ Phượng Hành. Tin tức này khiến nhiều khán giả vô cùng hạnh phúc vì giống như họ được xem Tinh Nhi và Vũ Văn Nguyệt viết nốt câu chuyện tình dang dở vậy. Hiện tại, Giữ Phượng Hành đang trong quá trình kiểm duyệt chờ lên sóng. Theo thông tin được đưa ra trước đó, dự án phim tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể sẽ được lên sóng vào quý 1 năm sau. Đàn kiện thứ đóng phim mới của mẹ đẻ Trường Tương Tư, nữ chính tài năng không kém cạnh Dương Tử. Thông tin nam diễn viên Đàn Kiện Thứ sẽ tiếp tục hợp tác với Đồng Hoa, mẹ đẻ của siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư và Bộ Bộ Kinh Tâm, đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Được biết, dự án phim mới này có tên là Lự Kính, nam chính đã được định sẵn là Đàn Kiện Thứ. Còn về phía nữ chính, khả năng cao sẽ thuộc về Lý Lan Địch, Tiểu Hoa đáng lứa 95 đang khá nổi tiếng gần đây. Cũng theo đồn đoán, Lự Kính còn có sự tham gia của Phong Long Vương Hoàng Nghị, nam phụ Trường Tương Tư. Nguyên tác của Lự Kính là Ký Ức Lạc Ngân Hà, thuộc thể loại hiện đại, có yếu tố thần bí kỳ ảo. Được biết, phim do đạo diễn Trần Dược Tiến cầm trịch, dự kiến khai máy vào cuối tháng 11 này tại Ninh Ba, Trung Quốc. Cư dân mạng đều vô cùng tin tưởng vào màn hợp tác giữa Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch, dù phía đoàn phim vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Thực tế, tin đồn về dàn cast chính Lự Kính đã xuất hiện từ hồi tháng 9, và tính đến nay cũng chưa xuất hiện thêm một nhân tố nào khác được gọi tên. Ngoài Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch, tên tuổi của Đàn Kiện Thứ nổi như cùng thời gian qua khi Trường Tương Tư lên sóng. Lý do khiến anh được khán giả yêu quý không chỉ bởi ngoại hình điển trai, phù hợp với thiết lập nam thứ si tình tương liễu, mà còn bởi diễn xuất tốt của ngôi sao chính X. Theo kể lại, biên kịch tác giả Đồng Hoa cũng vô cùng yêu quý Đàn Kiện Thứ. Cô từng tỏ ý muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ Nam họ Đàn. Nếu như Đàn Kiện Thứ có Trường Tương Tư, thì Lý Lan Địch với bộ Tinh Lạc Ngưng Thành Đường phát sóng hồi đầu năm 2023, nhiệt lượng cũng tương đối cao, khuấy đảo khắp mạng xã hội từ Trung Quốc ra tới nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Lạ đời, hai sao nam bằng tuổi nhưng giống hệt bố con, dù đóng cùng vai. Nhắc đến các dự án cung đấu hoa ngữ, thì Chân Hoàng Truyện và Bộ Bộ Kinh Tâm là hai trường hợp khá đặc biệt. Cả hai dự án được quay cùng thời điểm, cùng địa điểm và lên sóng trong cùng năm. Chưa dừng lại ở đó, hai nam chính của phim còn có điểm trùng hợp dở khóc dở cười. Gần đây, trên Sohu đăng tải một mẫu chuyện thú vị về hai bộ phim Duyên Nợ Chân Hoàng Truyện và Bộ Bộ Kinh Tâm. Trong đó chia sẻ Việt Nam chính Trần Kiến Bân của phim Chân Hoàng Truyện từng cảm thấy lạc lõng giữa dàn phi tần. Điều này thể hiện rõ rệt ở việc Trần Kiến Bân năm ấy phải chạy sang đoàn Bộ Bộ Kinh Tâm vốn quay cùng nơi, cùng thời điểm để chơi, vì đoàn ấy đông diễn viên nam. Câu chuyện hậu trường này khiến khán giả vô cùng thích thú, khi ung chính của Chân Hoàng Truyện lại chạy sang gặp ung chính của Bộ Bộ Kinh Tâm. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bất ngờ hơn nữa là cả hai nam diễn viên đóng vai ung chính là Trần Kiến Bân và Ngô Kỳ Long đều bằng tuổi, cùng sinh năm 1970, nhưng ngoại hình lại có sự chênh lệch gây sốc. Ngô Kỳ Long khi đóng vai ung chính, hay chính xác hơn là Tứ A Ca Giận Chân, người xem vô cùng thích thú vì phong độ cực đẹp đôi cạnh nữ chính Lưu Thi Thi, vốn kém anh 17 tuổi. Ngược lại, Trần Kiến Bân thì từng có giai đoạn gây thất vọng vì vẻ ngoài quá đứng tuổi, trông già hẳn so với các bạn diễn xinh đẹp như Tôn Lệ, Tưởng Hân. Bản thân Trần Kiến Bân cũng biết sự thật phũ phàng này, từng chia sẻ trên truyền hình rằng anh khá bất ngờ khi Ngô Kỳ Long trẻ như vậy. Đây chỉ là một trong những điều trùng hợp thú vị của hai dự án phim cổ trang nhà Thanh lên sóng vào năm 2011. Hiện tại cả hai nam diễn viên đều đã yên bề gia thất, kết hôn với những mỹ nhân đình đám si bít. Trần Kiến Bân về chung nhà với Tưởng Cần Cần, còn Giận Chân của Ngô Kỳ Long thì có cái kết đẹp cùng Nhược Hy do Lưu Thi Thi đóng. Video đến đây là hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.